Vâng, em xin gửi lời chào đến toàn thể quý khách hàng cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt Thế Chất với hotline tư vấn là 0947 598859. Ngày hôm nay thì showroom của em Việt tiếp tục mang tới cho các bác chúng ta với một mẫu xe đa dụng 7 chỗ rất đặc biệt đến từ thương hiệu Kia. Đây có lẽ là chiếc xe duy nhất trong phân khúc đa dụng 7 chỗ hiện nay là được trang bị động cơ máy dầu 1.7 cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Với mức tiêu thụ nhiên liệu với chiếc xe này, em đã từng trải nghiệm trên quãng đường Hà Nội Hải Dương thì nó chỉ loanh quanh khoảng dưới 7 lít xăng lít dầu cho 100 km đường hợp. Một cái mức tiêu thụ nhiên liệu phải nói là thực sự rất là thấp với một chiếc xe 7 chỗ. Vậy thì trước mặt các bác ngày hôm nay showroom của em Việt đang có đây, đó là một chiếc Kia Rondo. Con này của em thì được sản xuất là năm 2016 các chị nhá. Động cơ máy dầu số tự động. Đấy, động cơ của chiếc xe này là động cơ máy 1.7. Có thể nói là chiếc xe này thực sự là mang tới cho chúng ta với rất nhiều tính năng công nghệ, có đèn bi, có đèn led, có tính năng ga tự động cruise control, gương kính chỉnh điện gập gương, lại còn là số tự động, màn hình cam lùi đầy đủ. Vậy thì với một cái mức giá ngày hôm nay để chúng ta có thể sở hữu cho em chiếc xe đa dụng 7 chỗ này, chưa đến 400 triệu đồng đâu. Đấy, với chiếc xe này thì em cũng cam kết với các bác là còn nguyên zin nguyên bản, không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích và hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ để các anh chị ta có thể là dễ dàng sang tên đối chủ. Đấy, xe màu đỏ mận. Vậy thì anh chị nào ta quan tâm tới chiếc Rondo máy dầu 2016 này thì quý anh chị ta hãy cùng em dành một chút thời gian để theo dõi cũng như là đánh giá tổng thể chất lượng chiếc xe đa dụng 7 chỗ này và xem liệu nó xứng đáng để các bác bỏ tiền ra sở hữu cho mình với con số dưới 400 triệu hay không quý anh chị nhá. Đầu tiên thì các bác có thể đi ngay giúp em vào cái phần mặt cản ca lăng. Thì các bác có thể thấy là thiết kế với lưới tản nhiệt dạng tổ ong và đặc trưng là hình mũi hổ với các chi tiết viền chrome của thương hiệu Kia. Cái hệ thống đèn pha của xe này thì nó thiết kế thực sự khá là lớn. Đấy, chúng ta có thể thấy là nó kéo dài dọc theo nắp capo nhá. Và xe thì đã được trang bị với bóng đèn bi siêu sáng kết hợp với đèn led định vị ban ngày. Được chưa? Ngoài ra thì chúng ta còn có cho em cái phần đèn gầm bên dưới này. Đấy, rất là lớn. Và một chiếc xe không đâm đụng va chạm, các bác có thể nhìn cho em những đường mép của nó này. Nó phải thẳng tắp như này nhá. Đấy, hay là những đường mép giữa phần capo và phần gioăng này, các chị nhìn cho em này. Đấy. Xe là không đâm đụng va chạm. Đây ạ, đèn pha bên phía phụ các bác có thể quan sát giúp em đây. Đấy, đèn bi nhá, siêu sáng, đèn led định vị ban ngày. Với cái chiếc Rondo thì chúng ta còn có cho em là một bộ la răng kích thước của nó là 17 inch, phay 5 chấu, thiết kế rất đẹp mắt, 4 phanh đĩa đều hỗ trợ ABS. Ngoài ra thì chúng ta còn có cho em là xi nhan tích hợp trên gương chiếu hậu này. Đấy, đăng kiểm dài nhá, còn tận đến tháng 9 năm 2025. Được chưa ạ? Và các bác có thể ngắm tổng thể cái ngoại thất của chiếc Rondo này giúp em này. Một cái form dáng thiết kế cũng rất là hiện đại và trẻ trung, đúng không ạ? Viền chân kính thì đều nẹp chrome rồi, tay nắm cửa cũng mạ chrome. Đó, và các anh chị có thể quan sát tiếp những đường mép cánh này. Đấy, các chị nhìn cho em nhé. Đây ạ, đấy, nó phải thẳng tắp từ trên xuống dưới như này. Đó, rất là ok này. La răng thì gần như là không biết xước luôn. Đấy, la răng thiết kế hình rất là đẹp mắt, 5 chấu cỡ lớn, 4 phanh đĩa để hỗ trợ ABS. Tiếp tục phần đuôi về sau thì các chị chúng ta có thể thấy là chiếc xe này nó được trang bị với một cái đuôi gió rất lớn, tích hợp đèn phay trên cao và có gạt mưa kính phía sau nhé. Phía sau chúng ta cũng có cả cảm biến cảnh báo va chạm. Và cái phần đèn hậu thì đây, các chị nhìn giúp em này. Đấy, thiết kế bo tròn mềm mại với các cái chi tiết đèn bên trong thực sự khá đẹp mắt. Đây ạ, và chất lượng của nó thì các chị nhìn giúp em đây. Không một tí vết này, những đường mép này. Đó, ok chưa? Đây, máy là máy 1.7 turbo thì các bác có thể thấy là động cơ nó là động cơ máy dầu CRD rồi. Mang lại cho chúng ta với khả năng vận hành rất tiết kiệm nhiên liệu. Và đây ạ, cái thông số của nhà sản xuất thì chiếc xe này nó ăn khoảng 7,1 lít, hơi mờ một chút xíu. Đó. Đây ạ, đèn hậu bên phía lái này, anh chị nhìn cho em này. Quay giữa nắng luôn để cho các bác có thể nhìn thấy độ đẹp của chất xe nha, đây ạ. Những cái đường mép các anh chị nhìn cho em này. Cực kỳ là ok. Đúng không ạ? Và một cái form dáng, một cái ngoại hình khá đẹp mắt. Đấy, và giá bây giờ thì rẻ hơn i10 rồi, nhưng chúng ta có hẳn một chiếc xe 7 chỗ rộng rãi. Đây. Đấy, cái cốp sau của nó thì các bác nhìn cho em này. Đây là trong trường hợp mà chúng ta không sử dụng đến cái hàng ghế thứ ba nhá, thì các anh chúng ta có thể là gập phẳng lại như này. Đấy, còn nếu mà cần thì chúng ta có thể kéo lên. Thì các anh chúng ta sẽ có một cái khoang cốp rất là rộng, các anh chị tha hồ để đồ, vali hành lý trong chuyến đi của mình. Và độ zin các anh chị nhìn cho em những cái vết đính tán của nó này, vùng mảng nương, báng nước nhá. Đấy, từng con ốc cốp này cũng không một vết vặn. Được chưa ạ? Đấy, hai bên. Toàn bộ chân thì đều được bọc da rồi, tăng khả năng cách âm cũng là cách nhiệt cho xe. Đấy, phía dưới này chúng ta sẽ có là đồ đạc kích thay thế và hộp để đồ nhá. Đấy, nguyên bản hết này, 100%. Đó, rất là ok. Và một chiếc xe thực sự là đa dụng, đúng không ạ? Giá thì quá hợp lý rồi, lại còn là số tự động máy dầu nữa. Vậy thì tổng thể ngoại thất của xe thì các bác có thể thấy cái loại xe này thì bên em sẽ đánh bóng cho các bác. Thì nó sẽ ở trong cái trạng thái hoàn hảo nhất. Các anh chị chúng ta về chúng ta sơn si không cần phải làm gì cả. Vậy thì bây giờ để giúp các anh chị chúng ta đánh giá tiếp tình trạng của xe thì em Việt sẽ quay các bác cái phần nội thất trước khi chúng ta kiểm tra từ khoang động cơ của xe nhé.
Vâng, không chỉ có một cái ngoại hình thiết kế hiện đại trẻ trung, cái phần nội thất bên trong của chiếc Ria Rondo này thì các bác có thể thấy là nó cũng có một cái không gian, thứ nhất là rộng rãi là một, cái thứ hai là trang bị rất là nhiều công nghệ và nhiều tính năng. Mà ở trên những chiếc Xpander hay là những dòng xe Suzuki XL7 bây giờ là cũng không được trang bị nhiều tính năng như chiếc xe này đâu chị nhá. Đầu tiên thì các bác chúng ta có cho em là nội thất ghế da hai tông màu này, kem và đen. Đấy, ở giữa là lỗ thông hơi nhá. Đấy, cái form ghế, cái má ghế nó nhô cao thì các chị ta ngồi cảm giác nó khi mà chúng ta vào cua nó không bị chóng chành này. Đấy, chất lượng ghế da cũng còn khá ok. Vô lăng thì ba chấu nhưng mà các bác có thể thấy là tích hợp rất là nhiều phím bấm chức năng này. Chúng ta có tăng giảm âm lượng. Đấy, chúng ta có thể chỉnh cái độ cứng của vô lăng nhé, theo ba cái chế độ. Đấy, trên này anh chúng ta còn có cả ga tự động và giới hạn tốc độ lim. Được chưa ạ? Đèn auto này, chế độ lái econ tiết kiệm nhiên liệu này, táp lô thì có các chi tiết vân gỗ này, cả viền cửa gió điều hòa hợp kim nhôm nhá. Và đây ạ, nổ máy thử các chị chúng ta nghe. Đấy, máy dầu nhưng mà thực sự là nổ êm như máy xăng luôn. Đấy, công tơ bét của nó thì bây giờ các bác nhìn giùm em này, có hơn 8 vạn thôi. Được chưa ạ? Ở đây thì anh chúng ta có một cái màn hình này, có đầu đĩa DVD này. Đấy, và có cả cam lùi cực kỳ nét luôn này. Đấy, các chị thấy ok chưa? Cam lùi rất nét nhé. Hệ thống điều hòa của xe thì đặc biệt là nó được trang bị tới hai vùng độc lập luôn. Và một chiếc xe đa dụng 7 chỗ nhưng mà rất nhiều tính năng công nghệ các chị ạ. Đấy, kết nối Bluetooth này, táp đô thì được dán vân gỗ nhìn rất là sang này. Đấy, hệ thống âm thanh đấy, đặc biệt là còn có cả gương triệu chống chói nhá. Đấy, các chi tiết bản lề các chị nhìn với em này, còn zin này. Đấy, cực đẹp luôn. Đây ạ, các chi tiết các anh chị nhìn với em này. Đấy, gương kính chỉnh điện gập gương nhé, tay nắm cửa mạ chrome này. Đó, táp bi cửa keo chỉ là zin hết nhá. Đó, các anh chị có thể là đem đi check test thoải mái chiếc xe này. Đây các bác nhìn xem từ nóc bản lề này, từ cái chốt khóa, tất cả từ cái tem mác này, nguyên zin nguyên bản. Đấy, nội thất rộng rất là rộng rãi và khá nhiều tính năng công nghệ. Toàn bộ sàn da thì cũng đã được chủ nhân cũ làm thêm các anh chị rồi này. Đấy, sàn da đầy đủ hết này. Nói chung là con này thì mua về thì các bác không phải làm gì. Đấy, chỉ việc đổ xăng chạy, đổ dầu chạy thôi nhá. Con này là không tốn một giọt xăng. Với cái hàng ghế thứ hai thì các bác có thể thấy là chiếc xe vẫn mang tới chúng ta một cái độ rộng rãi mà các chị chúng ta có thể ngồi ít nhất là 3 người lớn đằng sau. Đấy, ở đây chúng ta có cả cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai luôn này, có cổng cắm sạc ở phía dưới này. Các bác đặc biệt là cái ở đây chúng ta còn có một cái khay để đồ nhá, để bàn làm việc chẳng hạn. Đấy, chúng ta có thể để lên. Đấy, hoặc là để cốc ở đây. Rất là tiện lợi hai bên nhá. Đấy, có thể nói chiếc xe này thực sự thú vị các bạn. Đây các chị nhìn cho em này, các chi tiết bản lề của nó này. Đấy, nguyên vạch sơn từ trong hãng ra. Nguyên zin nguyên bản hết nhá. Đấy, bao check test thoải mái được chưa ạ? Đó, nội thất ghế của nó này cũng rất là căng. Đấy, vậy thì chúng ta có thể đi sang phía bên này nhá. Đấy, em quay giữa nắng để các chị ta có thể là đánh giá được cái tình trạng của xe này. Đấy, các chi tiết tắp lô tắp pi các bác thấy còn cực kỳ đẹp luôn. Đây nhá, ghế này. Đấy, các bác thấy ok chưa? À, cái nỉ này người ta cũng không để đồ nên là các bác thấy nó không bị nhão mất thẩm mỹ nhá. Rất là tuyệt vời. Đúng không ạ? Vậy thì đây. Đấy, các chị nhìn cho em này. Đấy, các chi tiết của nó này. Đấy, tem mác đầy đủ hết này. Đấy, tem mác đầy đủ hết nhá. Đây chúng ta có hộp để đồ nữa này. Họ thiết kế rất là đa dụng. Và thực sự đúng chất là một chiếc xe đa dụng các bạn. Và thì đó là phần nội thất và ngoại thất của chiếc Rondo nhé. Và bây giờ thì em sẽ quay cho các anh chúng ta với cái phần động cơ để các anh chúng ta có thể đánh giá cái tình trạng xe. Vâng, về phần động cơ thì đây là một điểm đặc biệt của chiếc xe này. Thì chiếc xe này nó được trang bị với khối động cơ máy dầu 1.7 CRD nhé. Đấy, máy thì cam kết luôn là máy zin. Đây ạ, các bác nhìn cho em này, máy của nó này. Đấy, từng con ốc kể cả gioăng dàn cò là chưa ra nhé, ra máy rất là tươi. Được chưa ạ? Đấy, cực kỳ yên tâm, ốc cabo không mấy vặn luôn này. Từ cái nỉ cái âm của nó này, đường mép cabo các bác nhìn cho em này. Đó, máy là máy zin nhá, máy dầu động cơ 1.7. Được chưa ạ? Các bác nhìn cho em cái chi tiết của nó đây. Đó, như này các chị đã cảm thấy yên tâm về chất lượng chiếc xe. Vâng, vậy thì ở trên đây là chất lượng chi tiết của chiếc Kia Rondo 7 chỗ máy dầu số tự động đang có mặt tại showroom Cái Việt đời 2016. Và mức giá hiện tại em đang chào bán cho chiếc xe này với con số chỉ có 395 triệu đồng thôi. Rẻ hơn i10, nhưng chúng ta có xe 7 chỗ gầm cao, nhiều công nghệ, đặc biệt là động cơ máy dầu tiết kiệm nhiên liệu. Và đây chỉ là quan tâm tới chiếc Rondo máy dầu này thì các bác chúng ta trực tiếp nhấc máy và liên hệ cho em Việt nhé, theo số hotline là 0947598859, hoặc ghé qua trực tiếp showroom bên em để xem xe, lái thử và cảm nhận chất lượng chiếc xe. Một lần nữa rất là cảm ơn quý chị đã cùng dành chút thời gian theo dõi. Chúc anh chị một ngày mới thật vui vẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật sản phẩm mới về tại kênh YouTube Việt Xe Chất.